Nghệ sĩ Mạnh Quỳnh sau một năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì cuộc sống ở Mỹ bắt đầu tạm ổn, các dịch vụ bắt đầu mở lại rồi, chứ khoảng 5-6 tháng trước thì nó rất khó, mình không thể đi đâu được, các sinh hoạt nghệ thuật ở hải ngoại thời điểm đó đều đóng cửa, không có tụ điểm nào, dù lớn hay nhỏ. Mình ra đường còn không được ăn uống thì làm sao có thể tham gia các hoạt động nghệ thuật. Theo tôi thì có thể, nó còn kéo dài hơn nữa. Trong vòng từ đây đến cuối năm thì công việc nghệ thuật mới trở lại bình thường. Tôi cũng giống như nghệ sĩ khác, dịch bệnh như vậy thì không hát hò gì cả. Tuy nhiên tôi cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Dịch như vậy thì tôi mới có thời gian với con cái, phải lo cho các con học hành, ăn uống nên cũng rất bận rộn. Cái buồn của tôi là không được đi hát. Chứ nếu như ở nhà tôi cũng ổn, không đến nỗi. Tại vì tôi đi hát 20 mấy năm rồi, công việc của tôi là cuối tuần phải xách vali ra khỏi nhà. Bạn cứ tưởng tượng suốt một năm qua tôi không đi đâu hết thì làm sao mà chịu được. Đó là nỗi buồn của tôi, chứ để nói về tài chính, đời sống gia đình thì tôi không bị ảnh hưởng nhiều. Ca sĩ Mạnh Quỳnh tiết lộ cuộc sống hôn nhân với bà xã ở Mỹ, nam ca sĩ hài lòng với cuộc sống hiện tại bên cạnh vợ và các con. Hai con của tôi sống trong môi trường ở Mỹ nên không sành nói tiếng Việt. Đó là lỗi của tôi vì tôi không dạy cho các con nhiều, có thể con nghe được nhưng khi trả lời sẽ dùng tiếng Anh. Cho nên nếu tôi định hướng con theo nghề thì tụi nó không thể theo được. Tôi chỉ dạy cho con sống tốt, hòa đồng và biết tôn trọng người trên kẻ dưới. Hai đứa con nhỏ của tôi rất ngoan, bây giờ tôi cứ dạy con theo phong tục của người Việt Nam. Khi con ra đường nói tiếng Anh, học hành là chuyện khác, nhưng khi về nhà con phải là người Việt thuần túy. Là một nam ca sĩ, vốn là người cha, người chồng sẽ khác nhau chứ. Trên sân khấu mình ăn mặc sang trọng, trình diễn, nói chuyện với khán giả, còn về nhà thì chỉ gói gọn trong một phạm vi nhỏ về gia đình. Tôi phân biệt rõ, khi ra đường tôi rất bình dị, nhưng khi bước lên sân khấu tôi phải giữ hình ảnh là người của công chúng rất chỉn chu.